Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã quay lại với channel của Danny. Trong video clip ngày hôm nay, Danny sẽ chia sẻ một cách mà bạn có thể chụp hình beauty với Light Modify You. Đó, cái này các bạn không nghĩ ra phải không ạ? Đúng rồi, trước giờ mọi người đều nghĩ là chụp beauty bạn sẽ cần một cái beauty disc hoặc một cái softbox. Nhưng lần này, Danny sẽ chia sẻ cách mà bạn cho ra những tấm hình beauty thương mại hoàn toàn đạt tiêu chuẩn mà chỉ với Light Modify You. Nào, hãy chúng ta hãy bắt đầu nhé. Để có những tấm hình beauty đẹp, đầu tiên chúng ta sẽ phải có một cái nguồn sáng thật là dịu. Tuy nhiên, nếu mà các bạn sử dụng softbox, một softbox quá lớn thì nó lại ánh sáng quá dịu, không tạo tương phản được trên gương mặt của người mẫu và không thể hiện được cái kỹ thuật makeup của những cái makeup artist. Cho nên, còn beauty disc thì một cái kích thước beauty disc thường có size là 42 hoặc 55, nó cũng chưa đủ bự. Tuy là có tạo được sự tương phản, ánh sáng cũng dịu nhưng mà chưa đủ dịu. Cho nên theo Danny, tại thời điểm này với cái loại Light Modify là Deep Silver Umbrella, đây là một loại Light Modify rất là thích hợp để chụp những tấm hình beauty. Vì sao? Thứ nhất, với kích thước rất là lớn của cây dù, nó cho ánh sáng rất là dịu. Đồng thời, vì đây là dù silver cho nên cái độ tương phản, ánh sáng tương phản từ nó cũng rất là cao. Cho nên nó nằm ở giữa là cho tấm hình đồng thời tương phản và rất là dịu. Nào, chúng ta hãy coi bắt đầu Danny setup ngày hôm nay như thế nào nhé. Danny sử dụng ngày hôm nay là chiếc đèn D7 DS300 và cái Light Modify đầu tiên sử dụng là chiếc dù Deep Silver có kích thước 1m60, đặt 45 độ so với mẫu. Danny đang sử dụng cái mức công suất thấp nhất của cái đèn, vì cái đèn này là khuếch đại được cái công suất từ đèn ra, cho nên là ở mức thấp nhất thôi. Danny đã đủ khẩu ở đây đó là F11 ISO 100, đó kinh khủng không? Bạn không ngờ với một cái đèn 300W mà để cho được thông số như vậy. Nào, chúng ta hãy coi những tấm hình đầu tiên ra như thế nào nha. Với khoảng cách tặt đèn với người mẫu thì ánh sáng cũng đã tạm ổn, tương phản nhưng mà cũng rất là soft dịu. Tuy nhiên, Danny vẫn muốn phần dưới của mẫu sáng hơn chút xíu, cho nên nó đặt một miếng poly nhỏ ở phía dưới hứng một chút nào đó ánh sáng vào mắt mẫu, làm cho mắt mẫu trong suốt hơn. Đó. Thường đa số khi mà mua đồ tới makeup thì chụp hình beauty thì thường sẽ đeo những contact lens. Thì Danny khuyên là đừng có nên đeo lens nữa, vì nếu mà photo của bạn giỏi thì có thể thể hiện được cái hết cái nét đẹp của con mắt của bạn mà không cần trợ giúp đến những cái contact lens. Ngô quá, nhìn lên khi nhìn kỹ sẽ rất là giả. Đèn thứ hai Danny sử dụng sẽ là một chiếc đèn D7 DS300 khác, đặt ở phía bên tay trái của mẫu. Với đèn lần này, Danny sẽ sử dụng một cái dù deep nhưng mà là dù shoot through, cũng có kích thước 1m60. Với kích thước của dù và shoot thẳng thì là ánh sáng sẽ ra rất là dịu, là một cái ven nhỏ bên tay trái của mẫu, tách bật mẫu ra khỏi background và chúng ta có thể thấy làm sáng phần tóc của mẫu hơn nữa. Hãy coi hình. D7 Pro Studio sẽ là cái tên bạn luôn nghĩ đến đầu tiên khi cần cung cấp giải pháp, tư vấn kỹ thuật trong ánh sáng nhiếp ảnh, hay đơn giản chỉ là không gian studio cực rộng với đầy đủ các thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp đem tới kết quả cao nhất cho các shot hình của bạn. Ngoài ra, D7 Pro Studio còn là nơi thích hợp cho những buổi workshop, offline và event. Hãy theo dõi fanpage để biết thêm thông tin và những ưu đãi hấp dẫn nha. Và đương nhiên, video ngày hôm nay được quay tại D7 Pro Studio. Và cuối cùng, tại thời điểm này chúng ta đã có những tấm hình đẹp rồi đó. Tuy nhiên, để cho nó tấm hình đẹp hơn nữa mà không cần phải Photoshop nhiều, ở đây là đang nói tới là cái vấn đề background nó hơi đang bị rất là lì, không có độ 3D trong đó. Cho nên Danny đã sử dụng cái đèn cuối cùng. Cái bước này cũng không cần thiết, các bạn có thể về Photoshop thôi. Nhưng mà nếu mà mình có điều kiện có thêm một cây đèn thì hãy tận dụng nó để giảm thiểu cái thời gian của mình phần hậu kỳ. Và đèn này Danny chỉ đánh thẳng sẵn vô cái phông của mình,
mình tại thời điểm này, Danny đã để công suất rất là thấp, tuy nhiên cái khẩu ánh sáng đo được về rất là cao, cho nên nó làm cháy cái phong background và màu trắng hết hoàn toàn, và Danny không mong muốn điều đó, cho nên Danny đã sử dụng hai lớp giấy can bọc lên cái đèn làm cho đèn yếu lại, và bây giờ đèn chỉ làm đúng một cái ánh sáng trắng chuyển đều lên phía trên tạo chiều sâu cho tấm hình, và chúng ta hãy coi cái kết quả của chúng Danny đạt được nha. Như vậy là chỉ với ba đèn và hai light modifier đơn giản, light modifier đơn giản đây là dù, thực sự so với cái sự vận chuyển của một cái dù với một cái support thì hoàn toàn dù là một lợi thế, và chúng ta đã có ra những tấm hình beauty thương mại rất là đẹp phải không ạ, vừa có ánh sáng dịu mềm và vừa có sự tương phản detail lên được rất là từng chi tiết. Chúng ta hãy cảm ơn đến người mẫu My đã giúp chúng ta làm mẫu ngày hôm nay, và có thể người mẫu đang coi hình rất là sung sướng mà cái máy cũng hơi quá nặng cho nên là mẫu đã mỏi tay rồi. Hẹn gặp các bạn lại những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.